Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Trường Hoàng Thích. Trong video hôm nay thì em Trường lên đây giao gửi đến cho anh em một phiên bản Orange Style anh em nhé. Đó, và dòng Orange Style đợt này về hàng thì cho anh em rất là nhiều. Đợt này thì em có về cho anh em màu xanh dương này, màu xanh lục bảo và màu xám. Thật sự với anh em là Orange Style thì phiên bản này là phiên bản Orange Star Rocker Mặt Hề, và anh em biết rằng là đợt này thì Orange Star Rocker Mặt Hề đang khá là hiếm hàng tại thời điểm hiện tại đó, và mức giá để anh em chi trả cho những phiên bản này cũng đang tăng dần lên anh em nhé. Đó, với một chiếc Orange Star ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho anh em là một phiên bản màu xám xem khói. Phiên bản này sẽ có mã hiệu là RE-AV004N, và phiên bản này thì giá hiện tại ở bên em Trương đang ra bán cho anh em là 10,8 triệu anh em nhé, 10,8 triệu, hàng mới 100%, đầy đủ hộp sổ. Và với dòng Orange Star do con mặt thì chắc chắn trong tuần tiền như thế này thì anh em sẽ có những cái chi tiết ở trên mặt tay hồ với độ finishing rất là cao, và với dòng Orange Star do con mặt thì chắc không còn xa lạ với nhiều anh em bạn trẻ hoặc là những anh em đam mê đồng hồ, đúng không ạ? Đó, tại vì dòng này nó quá là nổi bật rồi đó, nó nổi bật nhất trong cái dòng Orange Star đấy, trong cái thương hiệu Orange Star cao cấp của thương hiệu này. Với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có những cái chi tiết trên mặt đeo gần như là chi tiết độ cơ skeleton là chủ yếu anh em nhé, và đặc biệt hơn là anh em thể thấy là chúng ta nhìn tổng quan ngay thì sẽ có một cái khuôn mặt hề. Đó, khuôn mặt hề vì sao người ta gọi là Orange Star Joker mặt hề, tại vì dòng này thì nó anh em nhìn này, chi tiết skeleton ở hướng 2 giờ rồi chạy dài từ hướng 4 giờ cho đến 8 giờ là những cái chi tiết skeleton, và đặc biệt hơn là một con mắt lộ cơ được đặt ở góc 9 giờ anh em nhé. Và cái phiên bản này thì tạo nên một khuôn mặt hề rất đẹp luôn đó. Và với chiếc đồng hồ Orange Star rất mặt hề này thì em đánh giá rất cao về cái phần màu anh em nhé. Màu của Orange Star rất đẹp, rất sáng, và đặc biệt hơn là nó có một cái chiều sâu nhất định đấy anh em nhìn nhé. Về cái phiên bản màu xám này, anh em nhìn này, những cái cuồng sáng chảy tia rất đẹp trên mặt đeo nhá. Đặc biệt hơn là những cái thớ vân trên những cái chi tiết như là cái sắp đeo nhỏ kim dây này, hoặc là những cái đường kẻ chỉ ở cái ô bao rizet, nó cũng là những cái thớ vân khác nhau, cho nên là khi anh em nhìn vào ấy, nó sẽ không bị nhàm chán. Đó, và đặc biệt hơn là với cái chi tiết lộ cơ open hood này thì mang lại chúng ta một phong cách nó trẻ trung đấy anh em. Mà bạn trẻ đeo những phiên bản lộ cơ như thế này thì rất là đẹp anh em nhé, cực kỳ là hợp luôn. Thiết kế hai kim chính, kim giờ, kim phút là kim loại kiếm này, mạ PVD màu vàng hồng, rồi chúng ta sẽ có một sắp đeo kim dây ở góc 6 giờ anh em nhé. Đó, rồi chúng ta sẽ có logo thương hiệu Orange Star, một ô vào để rất hình sải quạt, các phần kim cọc là giờ kẻ vạch và được vắt cạnh. Với chiếc đồng hồ này thì ở 12 giờ sẽ là kim cọc giờ La Mã và mạ PVD màu vàng hồng để tạo nên một cái điểm nhấn cho cái chiếc đồng hồ này. Với phiên bản này chúng ta sẽ có là phiên bản Japan, toàn bộ Orange Star thì đều được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại Nhật. Chúng ta sẽ có đầu máy F6, F4, một cái cỗ máy có cót tay, có dừng kim. Và ở đây chúng ta sẽ có 21.600 tần số động, độ tích cót là 50 tiếng cho anh em nhé. Đó. Về cỗ máy thì anh em không cần lo đâu. Cỗ máy này là một trong những cỗ máy gần như là cao cấp. Phải gọi là có độ ổn định và cái độ bền bỉ nó cực kỳ là cao rồi. Đó, và đặc biệt hơn là những cái trang bị ở phần bên ngoài cũng không kém phần hấp dẫn, đó chính là phần mặt kính sapphire, kính nguyên khối anh em nhé, sapphire nguyên khối chống trời chống sức tuyệt đối cho anh em, và có phụ AR chống lóa cho anh em này. Chúng ta sẽ có phần thân thì làm bằng chất liệu thép 316L, và anh em nhìn cái thớ vân người ta phay xước này trông cực kỳ khỏe anh em nhé, những chi tiết phay bóng hoặc phay xước. Đi kèm vào đấy là một bộ dây kim loại đúc đặc rất đẹp đúng không ạ, dây của Orange Star phiên bản Joker này người ta làm cực kỳ khỏe luôn. Đấy, anh em nhìn thớ vân rất tanh thép đúng không ạ, cực kỳ là khỏe khoắn. Với chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có phần đáy là lộ cơ, đầy đủ thông tin cho anh em. Sapphire Crystal ở đây sẽ có là Made in Japan, độ chứa nước là 13 trăm mét nước, anh em đi mưa rửa tay tắm rửa thoải mái. Made in Japan bản dòng nội địa nhé.
kích thước xe mặt để anh em tham khảo về phiên bản này là chính là 41mm, phù hợp với cổ tay của anh em trên 16. Em lưu ý nhé, trên 16 anh em đeo những phiên bản này rất hợp lý. Đối với cổ tay của em Trương là cổ tay 16.5. Anh em đeo trên mình một chiếc Polestar do công mặt hề phiên bản màu xám khói này. Màu này thì nó rất là lạ, và đặc biệt hơn là những anh em nào chúng ta có một cái làn da trắng một chút, anh em đeo những phiên bản này rất hợp lý nhé, trong một phiên bản màu xám lông chuột như này. Giá ngày hôm nay thì em gửi đến cho anh em đó chính là 10.800.000. Anh em nào quan tâm về dòng này thì anh em liên hệ trực tiếp em qua số hotline 0969 7382, em sẽ người tư vấn trực tiếp cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ngồi đây còn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những chiếc video tiếp theo.